Cả nhà ơi, hôm nay bên em về một mã sản phẩm quần gen Thái cao cấp, thiết kế là có nơ rất là xinh như thế này nha. Và sản phẩm này thì thực sự là ở ngoài thị trường bán giá khá là cao, nhưng mà ngày hôm nay bên em về được số lượng lớn và quyết định là quay bằng cam thường để chị em mình cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nha. Một vẻ đẹp vô cùng là chân thực. Với sản phẩm này thì sẽ có đủ size cho chị em mình từ 40 cân trở lên và 80 cân trở lại sẽ mặc vừa nhá. Sản phẩm thì sẽ là bán theo combo, một combo là gồm 10 quần, thoải mái, màu đủ 10 màu nhau luôn và giá chỉ có 99.000 đồng 10 quần. Mua từ 10 quần phí ship là 35.000 đồng Mua 20 quần tức là 2 set thì phí ship là 10.000 đồng, đặc biệt là mua từ 3 set tức là 30 quần sẽ được miễn phí ship giao hàng. Nhận hàng thì về tay mọi người sẽ có quyền được mở hàng ra kiểm tra hàng nhá Sản phẩm đúng chuẩn đẹp này, chất liệu vải ren dai, mịn và đặc biệt là giặt tay giặt máy thoải mái thì mình mới nhận hàng và thanh toán nha mọi người nha. 99.000 đồng 10 quần đó, trời ơi, rất là đẹp luôn. Một set là bao gồm 10 chiếc mọi người nhá. Vui lòng không chọn màu tại vì sao bên em đang siêu rất là rẻ rồi. Những cái sản phẩm này ở trên ngoài thị trường thì đang bán giá khá là cao toàn là 30 đến 35 35.000 đồng á nhưng mà hiện tại hôm nay bên em về được số lượng lớn nên là quyết định là chiên cho mọi người trong ngày hôm nay tình yêu nào để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin cho bên em thì sẽ được sale với mức giá tốt nhất nhá chỉ còn 99.000 đồng 10 chiếc nha tính ra thì chỉ còn có 9.000 đồng một chiếc thôi mọi người thời buổi hiện tại thì 9.000 đồng mua được cái gì à mọi người ôi trời ơi thực sự nó nó quá đẹp quá sang và mức giá thì quá rẻ mua giá lẻ ngày hôm nay còn rẻ hơn cả các chị đi mua buôn mọi người nhá, mà mua buôn 10 chiếc người ta không tiếp mình đâu mọi người ạ Nhưng mà đến với nhà em chỉ có 9.000 đồng một chiếc Combo là 10 chiếc chỉ có giá là 99.000 đồng Mọi người nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng nhé Quần thì đáy sẽ là hai lớp và có kháng khuẩn cho mình rất là xịn và cẩn thận như thế này Với sản phẩm này thì mọi người tha hồ mua làm quà tặng cho người thân Mua để mặc có chính bản thân mình Chia cho chị em, bạn bè của mình mọi người nhá Vừa đẹp vừa sang và mặc thay đổi quanh năm ngày tháng sang hè rồi Mình mặc những mã sản phẩm gen xuyên thấu như thế này Vừa đẹp về thẩm mỹ và đặc biệt là thông hơi thoáng khí không bị nóng không bị hầm người mọi người nha màu nào cũng đẹp và màu nào cũng rất là xinh sale rất là rẻ rồi vui lòng không chọn màu nhá cứ bình luận cho em một set hai set hoặc là ba set kèm với số điện thoại là sẽ được lên đơn và chốt đơn với mức giá 99 000 đồng 10 chiếc mọi người nha mua từ ba set bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship giao hàng toàn quốc đấy ạ nhanh tay bởi vì số lượng sẽ rất là nhanh hết đấy nhá